À, xin chào các bạn nha, thì mình đang ở bên công ty của chúng mình, thì mình có các dòng như trưng bày như đây, từ máy lớn đến máy bé luôn nha. Rồi. Rất là rất số E4 24 chỉ như thông thường, như các cái dòng máy bình thường thôi. Rồi qua đây thì nó có cái dòng máy là dắt này, là cắt chỉ di động luôn nha, C5 cắt chỉ di động, máy rất là đẹp. Nhiều trưng bày các dòng trên như là các dòng canh sai, các dòng canh sai như là canh sai kiểu bát tát này, rồi đây ngoài ra là có dòng kiểu bát tát này, là mình chỉnh lên là bộ led điện tử luôn nha, chỉnh bằng led tv rất là hiện đại. Đây này là kia Batat STE70D4 là năng dịch tự động, còn bên kia là không năng dịch tự động. Đây là máy bọ, thì có rất nhiều dòng máy đó. Các chị em mình có nhu cầu cần mua máy thì cứ liên hệ số là 0934 937 470, hoặc là số là 0939 813 160, để gặp anh Hải để được tư vấn miễn phí nha. Rồi xin chào anh chị, thì có nhu cầu thì cần mở xưởng hay lắp xưởng gì đó cứ liên hệ nha. Rồi, cảm ơn anh chị.